BBTV. Alo, alo, hôm nay nhân dịp khai trương cửa hàng Boot. Ngày hôm nay chúng tôi có những khuyến mãi cực khủng gửi đến tất cả các bạn nào mọi người ơi. Mua Boot, mua một tặng một tính tiền 2, còn được tặng cả sờ tích cơ. Yeah. Bạn ơi, mua Boot đi, nhanh lên, nhanh lên. Duy nhất trong ngày hôm nay thôi. Này bạn Hùng, rồi em... ôi còn trượt dưa hấu cái gì nữa, có đi mua Boot về tối không? Mua Boot á? Ừ, có cửa hàng khai trương đấy, đang có chương trình khuyến mãi. Thế à, đi luôn. Đi. Lợi ỉn ơi, há miệng ra nào, ăn bim bim đi, ngon lắm. Ừ, không ăn được thì chị ăn nhá. Nhâm nhâm. Ơ, bà Lan, bà Lan ơi. Ơ, bạn biết bạn Hùng. Ừ, tớ bảo này, có đi mua Boot không? Boot hả? Ừ. Boot thì tớ có nhiều rồi. Ừ. Này, siêu không? Siêu khuyến mại đây. Đúng rồi, cửa hàng khai trương. Ừ. Ừ, thế phải đi ngay mới được. Đi luôn. Đợi với. Qua từ từ thôi. Bán rẻ cho. À, để tớ cái nhá. Ừ. Nhiều cái đẹp quá nhỉ. Bạn mua cái nào nào? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được á? Ừ. Thế để tớ chọn cho nhá. Yeah. Cho tớ đi. Đây, một chú công nha. À, nhưng mà tớ không thích công đâu. Thích công á? Thế thì bạn ỉ nè. Đẹp thế nhỉ. Nhưng tớ không thích màu hồng. Màu hồng. Thế quả bơ nhá. Bơ á? Ừ. Bơ ăn béo lắm. Chọn cái khác đi. Thế bạn thích cái nào? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Chọn cái này không thích, cái kia không ngưng. Này cái này nhá. Yeah. Chiếc bánh mỏng. Ăn kẹo sốn răng đây. Bạn khó tính quá đấy. Thôi bạn tự chọn đi. Chọn cho tớ một cái đi, cái nào cũng được. Cái nào cũng được nhưng mà không ưng đâu. Cái nào cũng được mà, cái nào cũng đẹp hết đi. Thế cái này đi. Một chú trần trườn. Chú trần trườn á? Ừ. À, chú trần trườn đẹp thế nhỉ? Yeah. Thế để cho tớ cái sticker đi. Kiển đẹp lại không thích. Mẹ thích sticker. Sticker đẹp này. Sticker này đẹp. Thế được, sticker 1.000. Tớ tặng cho một cái Boot nữa. Oh, mua một sticker mà được tặng hẳn một cái Boot. Vậy là mình lời hơn rồi. Đây đây, bạn thích sticker nào? Để cho tớ chọn nhá. Ừ. Tớ lấy cái trái tim này này. Trái tim à? Ê. Được rồi. Thế bao nhiêu vậy? 1.000 thôi, tớ tặng bạn một cái Boot mặt cười. Tớ cảm ơn nha. Thế thì tiền này. Okay. Trời ơi, không ai thông minh như mình. Nếu mua Boot thì tặng cái sticker, làm sao mà lời như thế. Này, tớ gửi nha. Ok, cảm ơn bạn nha, hôm sau lại ra mua cho tớ nha. Bye bye. Thích cái Boot này. Oh no. Lại không có tiền. Thế thôi bạn khác đi, bạn khác lên tớ nào. Tớ có tiền đây, tớ mua trước. Tớ mua trước. Tớ mượn 1.000. Tớ đầy tiền nhưng mà tớ mua trước em. Tớ đi giúp bạn nhá. Tớ mượn 1.000. 1.000 à? Thì cho bạn mượn hẳn 2.000. Ê, tớ kể bên bạn đường. Này, đây bạn đường. Lãi nhá. 2.000 á. Tớ mua một cái thôi. Thôi lấy một cái nữa đi. Lấy một cái nữa đi. Người ta không có tiền giả lại đâu. Không có tiền giả lại đâu. Lấy một cái nữa. Cái nào? Ê, cái dâu tây được không? Được. Được. Yeah. Đem ra lấy cái này. Ê, 2.000 nha, hai cái. Hai sticker. Hai cái sticker. Đây, tớ gửi tiền. Đây, tớ cảm ơn. Mặt tim nữa đi.
mặt tim này à? Được. Ok. Bạn nào cũng thích mặt tim nhỉ? Đây. Tên tên tên. Cái gì nữa? Đây đi. Nè, một mắt nhắm một mắt mở nháy mắt đấy. Đây, của bạn đây. Rồi, tớ cảm ơn bạn. Ok, cảm ơn nha. Đến lượt tớ. Ôi, cửa hàng mới mở thật là quá đẹp. Yeah. Có chủ thì dễ thương. Uầy, cười à, rất là duyên. Bạn ấy định để mua bút rẻ đấy. Phải đâu mà. Bạn này nói đúng đấy. Rồi, thế bút bán thế nào vậy? Bút á? Tớ bán rẻ thôi, 1.000 một cái mà. Đấy. Còn được tặng sticker nữa. Yeah. Mua đi, mua nhiều vào. Mấy khi cái nào đẹp nhỉ? Này, mua mua quả dâu tây tớ không? Mua lại quả dâu tây tớ bán lại cho. Không. Tớ mua. Thế nào cũng đẹp mà. Không nhỉ? Câu vàng mua này. Nghe, tớ còn mua đây, tớ đứng mỏi chân quá rồi. Thôi bạn cún đi, bạn cún màu hồng này. Tớ mua một cái sẽ được tặng một cái sticker đúng không? Đúng rồi. Đây, bạn thích sticker nào tớ lấy cho. À, hai cái trái tim này. Ủa? Đấy. Hai cái trái tim mà giống tớ đấy. Nãy giờ ba bạn được chọn sticker này hết đi. Wow. Sticker này dễ thương mà. Đây. Ôi, cảm ơn bạn. Mình sẽ dán vào má chú heo. Wow. Trời ơi. Đấy, cho tớ xin 1.000. 2.000 à? 2.000 là trả lại 1.000 đúng không? Đúng rồi. Yeah. Đây, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn cô chủ. Tớ mua bút nhưng mà có được chọn ở trên đây không? Sticker này. Sticker này á? Ừ. Sticker này thì đắt hơn. Đắt hơn à? Thế là mua bút mấy... là được 2 cái sticker ở trên. Mua mấy cái mới được. Nếu mà mua 5 cái bút thì mới được tặng một cái sticker ở trên này. Yeah. 5 cái là 5 cái 5.000. Hùng đại gia. Ừ. Này, tôi thấy cái mặt người này giống cái mặt này giống bạn này, suốt ngày ngủ. Được rồi. Để tớ chọn. Bây giờ bạn nhặt cho tớ nhá. 1, 2. Đơ 1, 2. 1, 2, mỗi loại 1 cái. Đây. Lấy 10 cái đi để tặng cô 1 cái đi cô. Bạn mua lại cái cô vòng này đẹp nè. Tớ lấy rất nhiều, mỗi cái tớ lấy 1 cái. Đấy. Wow. Wow, bạn này mua nhiều thế. Bạn cứ chọn tớ đi, bên đây. Đây. Để tớ chọn hộ cho. Đây. Bên cái này đẹp nè. Đây. Wow. Đây đó. Wow, bạn lấy nhiều thế. Bạn xem bao nhiêu tiền. Các bạn phải mua nhiều như bạn này này. Mua nhiều có được khuyến mãi không? Mua nhiều, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Một cái nữa là 10 đây, cái. 10. Đây. Đúng rồi, được 2 sticker này đấy. Được rồi, bạn tiền nha. Wow, tớ cảm ơn. Thế tớ cầm bút cho bạn. Cái to đây, bạn ơi, kỷ niệm tớ cái này đi. Trời ơi, có 2 cái ạ. Đâu, 1 cái thôi. Đây là mặt cười ba đề thôi. Tớ dán đây để tớ, khi nào tớ cũng cười. Cái răng kia giống răng bạn đấy. Ôi, đây, mặt bên này đã đi chân đều rồi. Này các bạn ơi, tớ bảo các bạn đi theo nhóm nhá, mua hàng nha. Mua nhiều thì tớ sẽ khuyến mãi cho các bạn nữa. Yeah. Tớ được chọn đúng không? Không, để tớ chọn cho mỗi bạn được tặng một cái bút nữa. Yeah. Bảo mà này, vừa sẽ kia lại vừa tốt bụng. Tớ cảm ơn bạn. Tớ được không? Các bạn ơi, cảm ơn bạn nha. Tớ đây là bạn nha. Cảm ơn nha. Bạn sau viết hết mực lại ra mua cho tớ nữa nha. Đồng ý luôn. Tớ về đây. Đợi tớ với. Wow, hôm nay cũng bán được khá khá rồi đấy. Các bạn ơi, mua bút đi nào. 1.000 một cái thôi, hôm nay khuyến mãi đây. Nhanh lên. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.